lời Chúa theo Thánh Luca chương 16 từ câu 19 đến câu 31. Có một ông nhà giàu kia mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là Lazaro, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà người giàu, thèm được những thứ trên bàn của ông rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chóc anh ta. Thế rồi người nghèo này chết và được thiên thần đem vào lòng ông Abraham. Ông nhà giàu cũng chết và người ta đem chôn dưới âm phủ. Đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên thấy tổ phụ Abraham ở tận đằng xa và thấy anh Lazaro trong lòng tổ phụ. Bấy giờ ông ta kêu lên: Lạy tổ phụ Abraham, xin thương xót con, và sai anh Lazaro nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ trên lưỡi con cho mát, vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm. Ông Abraham đáp: Con ơi, hãy nhớ lại suốt đời con đã nhận phần phước của con rồi, còn Lazaro suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazaro được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ. Hơn nữa, giữa chúng ta đây và các con đã có một vực thẳm lớn, đến nỗi bên này muốn qua bên các con cũng không được, mà bên các con qua bên chúng ta đây cũng không được. Ông nhà giàu nói: Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh Lazaro đến nhà cha con, vì con hiện còn 5 anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ cũng sa vào chốn cực hình này. Ông Abraham đáp: Chúng đã có Môsê và các ngôn sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: Thưa tổ phụ Abraham, họ không chịu nghe đâu. Nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Abraham đáp: Môsê và các ngôn sứ mà họ chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại họ cũng chẳng chịu tin. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ trong vài dòng ngắn ngủi, Thánh sử Luca đã vẽ lên một bức tranh tương phản giữa hai nhân vật. Một bên giàu có, mặc toàn gấm vóc lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Còn bên kia thì nghèo khó, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng, thèm những thứ trên bàn ăn rớt xuống mà ăn cho no. Thánh sử cho biết là sau khi chết, số phận của hai nhân vật này hoàn toàn đảo ngược. Người nghèo chết và được thiên thần đưa vào lòng Abraham, còn ông nhà giàu chết thì phải chịu cực hình trong âm phủ. Vậy đâu là cơ sở, là nguyên nhân cho sự thưởng phạt của hai nhân vật này? Lazaro chắc chắn không phải vì nghèo mà được lên thiên đàng, nhưng cái tên Lazaro vốn có nghĩa là Thiên Chúa hộ phù, cũng đủ để nói lên thái độ sống tin tưởng cậy trong Thiên Chúa của anh ta. Trong khi đó, ông nhà giàu chịu cực hình hoàn toàn không phải vì ông có nhiều tài sản, nhưng cái chính là ông đã đặt hết niềm tin vào của cải và tỏ ra dửng dưng vô cảm với nỗi bất hạnh của tha nhân. Hằng ngày khi khởi sự thánh lễ, chúng ta vẫn thường được đọc: Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Điều thiếu sót chính là cái tội mà chúng ta đã không làm những gì lẽ phải làm cho những người cần đến sự giúp đỡ của mình. Sẽ có một ngày mà tất cả chúng ta bước vào một thế giới, nơi đó giấy thông hành không mua được bằng tiền bạc, nhưng là bằng tình yêu chúng ta đã thể hiện ngay trong cuộc sống này. Đức Giáo hoàng Francisco trong sứ điệp mùa chay năm 2017 đã viết: Lazaro dạy chúng ta rằng tha nhân là một hồng ân. Dụ ngôn này trước hết mời gọi chúng ta mở cửa lòng mình cho tha nhân, vì mỗi người đều là một hồng ân, dù cho người ấy là láng giềng của chúng ta hay là một người ăn xin vô danh.
mùa chay là mùa thuận lợi để mở cửa cho tất cả những ai đang túng quẫn và nhận ra nơi khuôn mặt của họ một Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết ghi sâu vào lòng lời của Đức Chúa đã nói qua miệng của tiên tri Jeremia: ta sẽ thưởng phạt ai nấy tùy theo cách nó sống và việc nó làm, để chúng con có cách hình xử cho đúng trong mùa chay thánh này. Amen.